các bạn có thấy DJ này có chuyên nghiệp không ạ? Tuyệt vời, quá chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp đúng không? Mình tên đầy đủ là Đỗ Bảo Quốc Việt. Hiện tại là Việt đang 27 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai lần trước là em nhảm rồi, đúng rồi. Bây giờ em nghiêm túc. Đúng, với một bạn mà bấm nút và xoay đĩa vậy thì em nghĩ là nghề là lái xe, tài xế. Tuyệt vời. Quay đó chị. Xe hết rồi, con chị chẳng khói ra nữa nè, đúng không? Con nghe phong sương, phong sương. Thiệt tình luôn. Miko là một cô gái có một cái giác quan rất lạ. Kỳ á. Và khi cô ta nghiêm túc cũng vậy. Em có thể chắc có thể là tương lai ta làm. Nếu mà hồi giờ ta chưa làm, ghê lắm. Và bây giờ xin mời gợi ý đầu tiên. Sáng tạo. Tài xế cũng không sáng tạo được. Tài xế đi lạc. Sáng tạo cũng đường mới. Mình chạy lui nè. Chạy hai bánh đồ chẳng hạn. Trời, sáng tạo ha. Trời ơi. Sai rồi. Thiết kế đồ họa. Lẹo nè. Nó dính dáng gì tới màn trình diễn vừa rồi. Lựa chọn số 2 của em là nhân viên văn phòng. Bây giờ thêm cái sáng tạo vô thì em nghĩ là đồ họa đó. Đồ họa. Còn Mỹ Dung, thôi cho thêm gợi ý nữa đi. Vẫn chưa có cảm giác gì hết. Ok. Xin mời từ khóa tiếp theo. Cú đêm. Tôi biết anh này làm gì rồi. Chắc đêm à. Thật sự cái từ sáng tạo ra là anh đã biết rồi. Nhưng mà cái từ sau này thì anh chắc chắn. Dù đang suy nghĩ là bạn này sẽ làm nhạc sĩ hoặc là nhà sản xuất âm nhạc. Nhà sản xuất âm nhạc hoặc là nhạc sĩ. Còn Miko Lan Trinh, bạn là một thiết kế đồ họa thích nghe nhạc. Vẫn giữ quan điểm của mình. Thôi đến luôn với từ khóa cuối cùng nha. Dạ. Xin mời. Phòng kính. Đối với tôi những cái từ này thì nó quá gợi mở. Nhà sản xuất âm nhạc thì phải làm được nhạc. Làm được nhạc trên máy hoặc là trên đàn, đúng không? Còn nhạc sĩ thì không cần phòng kính. Nên em nghĩ bạn là làm việc trong phòng thu âm. Làm phòng thu âm. Nhưng mà nếu thu âm không thì sáng tạo gì trời. Đó có 3 từ khóa. Xin mời hai khách mời của chúng ta đưa ra đáp án của mình. Dạ, đáp án của Du là nhà sản xuất âm nhạc. Nhà sản xuất âm nhạc. Nhà chốt. Sản xuất âm nhạc. Lan Trinh. Đáp án của Lan Trinh là. Em chọn đáp án giống như là Mi Du. Là nhà sản xuất âm nhạc. Vậy thì Du đổi đáp án được không? Được luôn. Du sẽ đổi đáp án là nhân viên kỹ thuật phòng thu. Nhân viên kỹ thuật phòng thu. Nhìn mặt em không có sáng tài đó em hiểu không? Không biết lần này thì trực giác của các bạn có đúng hay không? Có đem về cho các bạn điểm hay không? Hay là lại cho các bạn hít khói? 3. Có một số 3. Nhà sản xuất âm nhạc thì phải làm được nhạc. Làm được nhạc trên máy hoặc là trên đàn. Nên em nghĩ bạn là làm việc trong phòng thu âm. Em chọn đáp án giống như là Mi Dung. Là nhà sản xuất âm nhạc. 2. Có một số 2. Dù đang suy nghĩ là bạn này sẽ làm nhạc sĩ hoặc là nhà sản xuất âm nhạc. Dù sẽ đổi đáp án là nhân viên kỹ thuật phòng thu. 1. Phút chót như vậy. Bạn ấy nấy tại hồi xưa bạn giật rớt của em. Thì bây giờ là trả lại rồi nha. Quê rồi nha. Không có giận, không có ghét người ta nữa nha. Rồi xong ha. Bây giờ thì xin mời Quốc Việt. Bạn hãy cho mọi người biết bạn làm nghề gì. Hiện tại thì Việt nghề chính của mình là chuyên ngành về âm nhạc. Là sản xuất âm nhạc. Trước khi đến với vòng 3 thì Quốc Việt có màn trình diễn nào không? Quốc Việt có mang đến một màn trình diễn mà thực sự thì cũng không cần là phải nói ra để giữ bí mật, tại vì mọi người chỉ cần thấy bước ra là biết là gì rồi. Ok. Ok. Cơn mưa chiều ướt trên làn môi em nhẹ dù anh đã có lúc anh thầm mong ước ao được sánh bước kề vai cùng em đi về trên con phố quen ngày xưa
Rồi thời gian trôi nhanh lướt qua, chỉ để lại tình yêu ban đầu. Những lúc em thường hay gọi anh trong yêu dấu. Chỉ cần em ghi chặt lấy anh như lần ta mới vừa yêu. Chỉ cần em bên anh, còn lại thế giới anh lo. Đừng xa rời anh, đừng xa rời nơi yêu thương chốn ấy. Anh biết anh sai thật rồi, bao lần không giữ lấy. Mà nói yêu thương dường như tan mau, yêu dấu em trao tìm quên nơi đâu. Nhìn lại chợt nhận ra mình lìa xa nhau. Từng đêm từng đêm hát ca, chỉ mong rằng em sẽ hiểu. Em biết bên anh thật cần đôi vòng tay. Đến lần này rồi em đừng lìa xa anh nhé. Phần trình diễn hết sức là ngọt ngào của bạn Quốc Việt. Và sau đây thì chúng ta sẽ gặp lại hai chàng trai còn lại nhé. Xin mời. Bây giờ thì ba chàng trai của chúng ta đã cùng nhau quay trở lại sân khấu và tiếp tục đến với vòng 3 của chương trình. Vừa rồi thì cả hai bạn mỗi người chỉ có 5 điểm thôi không ạ. Bây giờ là lúc mà chúng ta phải knock out nhau. Nếu mà chiến thắng vòng thi này thì mỗi người sẽ mang về cho mình 10 điểm, đồng nghĩa với việc các bạn chiến thắng luôn. Chúng ta hãy dùng giác quan của mình để lựa chọn xem ai sẽ là người phù hợp và ai đang giữ ngôi sao may mắn. À, mình chọn người. Kìa, cô có giác quan thứ 6 với cái anh đó đó. Anh đó của cô đó. Ừ thì chọn anh đó đó. Rồi, vậy mời bạn lên đây đứng với anh chàng bạn đã chọn nè. Còn Miko Thanh Sang ơi, mình có thể về với team của bạn được không? Dạ được. Welcome. Còn tôi, tôi phải về với nhạc sĩ của tôi thôi. Ừ, hợp luôn nha. Rồi, đúng rồi. Và chúng ta sẵn sàng để bước vào vòng 3. Nhưng trước hết, hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút. Vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Trò chơi này có tên gọi là bịt mắt chích bong bóng. Bạn nam sẽ bịt mắt. Ôi. Đó. Wow. Và sẽ phải cõng bạn nữ lên. Mỗi đội sẽ có 3 phút ha. Làm sao để chích nhiều nhất bong bóng vào của mình. 1, 2, 3. Ơ hay quá, thua rồi. Mình chơi trước nha. Yeah. Và bây giờ thì thời gian dành cho đội của Miu xin được phép bắt đầu. Ok, ok rồi, anh đẩy em lên đi. Ê. Trời ơi. Ê, này. Bạn ok, cứ vậy đi, anh đẩy đi. Ôi, rồi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Ok, mình đẩy xe, ok, lên. Bỏ đi. Ok. Ok. Bên trái, một xíu anh, bên trái. Rồi. Lấy. Ok. Con bỏ bóp đi. 3, 2, 1. Hết giờ. Thấy được rồi. Bây giờ thời gian dành cho đội Lan Trinh xin được phép bắt đầu. Lên. Đâu rồi, bóp đâu? Lên. Đừng có siết cổ anh đi. Lên.
lôi lại được xé xuống mà trái xuống mà trái lên một xíu lên lên qua trái lên bây giờ tổng cộng số bóng mà đội của Lan Trinh là bể đó chính là 6 trái. Ôi giỏi rồi. Sorry em. Còn tổng cộng những trái bóng mà bên đội Miu làm bể là 12 trái. Wow. Dễ nha mấy bạn, dễ. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với ngôi sao may mắn. Cái này hay nè. Và bây giờ thì sau 3 tiếng đếm của Lâm Vĩ Dạ, xin mời hai chàng trai của chúng ta đưa hai tay ra. Nếu như ai có ngôi sao may mắn thì cũng hãy đưa ra luôn nhé. Bắt đầu. 3 2 Icon. 1 đưa tay ra nào. Ủa mày có hả? Mày có. Cái chàng trai nhà sản xuất âm nhạc đang giữ rồi. Rất tiếc là không ai nhận được phần thưởng của chương trình. Không sao, nhưng mà đối với em thì gặp được một người bạn ăn ý với mình thì nó cũng giống như một ngôi sao may mắn. Dạ. Hôm nay chị em nói một câu. Tất nhiên. Tự nhiên hôm nay em được bóp cổ một người đàn ông em cũng vui lắm.